chiêu đánh giặc bằng ong vỏ vẽ vô tiền khoáng hậu ở Việt Nam. Chào những người anh em thiện lành, lại là Mr. Sway đây. 2 năm về trước, một người nổi tiếng tuổi dậu đã khiến showbiz được một fan dậy sóng chỉ bằng tiếng gáy của cô. Ở Việt Nam, chỉ cần cầm mic lên là thành ca sĩ. Liệu việc trở thành ca sĩ nói riêng hay trở thành người nghệ sĩ nói chung có dễ dàng như chinh phục một cô gái vì bạn biết nhảy đôn chề thay vì nhảy vào dầu sôi lửa bỏng như các cụ ngày xưa vẫn ví von? Song rất liên quan là ở lĩnh vực nào thì ta cũng có thể bắt gặp được những người nghệ sĩ. Không gì có thể cản nổi chất nghệ sĩ cuồn cuộn đến mức trào cả vào mặt trận chiến trường. Ta đã biết đến nghệ thuật quân sự vô cùng sáng tạo của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, dẫu kỹ thuật, vũ trang đã phát triển mạnh mẽ, hiện đại vượt bậc, quân ta vẫn mong nhớ kỷ niệm xưa, vẫn hồn nhiên như cây cỏ mà sử dụng chiêu đánh giặc bằng ong vỏ vẽ vô tiền khoáng hậu. Chi tiết của kế hoạch này ra sao thì hãy cùng theo dõi hết video ngày hôm nay với Xuôi nhé. Việc nhân dân ta kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ bằng một trận quyết chiến chiến lược với sức mạnh hùng hậu nhất, ý chí quyết tâm cao nhất là nhờ nghệ thuật quân sự sáng tạo, độc đáo đưa đến việc giải phóng Sài Gòn gần như còn nguyên vẹn. Nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay về cơ bản là nghệ thuật tổ chức lực lượng toàn dân đánh giặc và mang nội hàm câu nói sân chơi của tao, luật của tao của giáo viên Kim Tuyến, trung tâm tiếng Anh MST. Nhưng ai lại nói toẹt ra như thế? Ta buộc đối phương phải đánh theo cách của Việt Nam. Đến cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, nghệ thuật quân sự Việt Nam được phát triển lên đỉnh cao mới. Trong đó độc đáo nhất là việc giải phóng Sài Gòn gần như nguyên vẹn. Nét độc đáo đầu tiên là sự chỉ đạo chiến dịch tài tình, sáng suốt của Đảng mà hạt nhân là Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh, thông suốt từ Trung ương đến từng cánh quân trong trận cuối cùng ở cửa ngõ Sài Gòn, khi tổ chức lực lượng quân sự, chính trị tập trung áp sát địch, sẵn sàng đánh tiêu diệt. Vì thế có thể buộc địch phải chấp nhận lối kết thúc cuộc chiến theo cách của chiến tranh cách mạng Việt Nam. Với lực lượng tập trung đủ các quân binh chủng, 5 cánh quân tiến vào Sài Gòn, thực hiện phương án đánh nhanh, dứt điểm nhanh theo phương châm thần tốc, táo bạo, nhằm vào những mục tiêu quân sự trọng điểm đã lựa chọn, bảo đảm chắc thắng, làm cho đối phương dù còn rất đông quân và vũ khí, phương tiện chiến tranh rất hiện đại nhưng cũng đành bó tay chấm com trong một cuộc tắm máu. Nét độc đáo thứ hai trong nghệ thuật quân sự truyền thống được thể hiện ngay trong trận cuối cùng giải phóng Sài Gòn. Quân đội cách mạng lúc này đủ sức đánh tiêu diệt toàn bộ lực lượng còn lại của địch, hình thành thế trận bao vây, tiêu diệt, làm tan rã chủ lực của địch ở vòng ngoài, nhanh chóng thọc sâu, đánh chiếm các địa bàn then chốt ven đô, đập tan lực lượng tại vòng trong, đột kích bằng cơ giới hóa mạnh, đánh thẳng vào các mục tiêu quan trọng nhất trong nội đô. Nhưng trước giờ phút sinh tử của chính quyền và quân đội Sài Gòn, đội quân chiến thắng ấy đã thực hiện mở đường hiếu sinh, bắt buộc và cho phép đối phương vẫy cờ trắng nhiệt liệt hơn cả các cháu học sinh đầu cấp mỗi mùa khai giảng, tựu trường. Việc lấy đại nghĩa làm trọng, thực hiện khoan dung đã giải thích rõ bản chất sự việc đầu hàng không điều kiện của Tổng thống Dương Văn Minh trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975 là việc làm cần thiết, kịp thời, không chỉ có ý nghĩa logic đến việc giải phóng Sài Gòn gần như nguyên vẹn mà còn trực tiếp kết thúc cuộc chiến tranh, làm mất ý chí và điều kiện của những thế lực chống đối muốn tử thủ, đồng thời dội hẳn mấy gáo nước lã chứ không phải là một vào mọi hy vọng về thương lượng đàm phán vốn đã bị Mỹ và chính quyền Sài Gòn trà đạp, phá hoại ngay sau khi Hiệp định Paris có hiệu lực. Rõ ràng điều này phản ánh một trình độ mới của nghệ thuật kết thúc chiến tranh nhân dân Việt Nam thời hiện đại. Đương nhiên, đây là kết quả của quá trình xây dựng và rèn luyện của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong suốt quá trình kháng chiến. Đến chiến dịch Hồ Chí Minh đã thể hiện thành quá trình phát triển lối đánh thần tốc, táo bạo. Nét độc đáo thứ ba thì chỉ chiến tranh nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mới có được. Đó là sự kết hợp tiến công của lực lượng vũ trang cách mạng với nổi dậy của quần chúng nhân dân Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, ở hầu khắp các quận nội thành, ngay cả ở địa bàn trung tâm và các cửa ngõ quan trọng của Sài Gòn, nhất là các khu vực Bàn Cờ, Vườn Chuối, Đa Cao, Tân Định, Phú Nhuận, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Phú, Bảy Hiền, Gò Môn, Bình Tân, lực lượng quần chúng đông đảo gồm nhiều thành phần dân cư. Họ là những người dân thuộc đủ tầng lớp, lứa tuổi, hướng theo và vững tin vào thắng lợi của cách mạng, mong đợi ngày hòa bình, độc lập, thống nhất tổ quốc và tạo nên những căn cứ lòng dân vững chãi. Họ sẵn sàng hành động nổi dậy và tiếp sức cho hàng chục sư đoàn quân cách mạng ập vào từ năm hướng đánh chiếm Sài Gòn. Trong 5 ngày, từ chiều ngày 26 tháng 4 năm 1975 đến trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, lực lượng nổi dậy từ các căn cứ lõm đã tiếp ứng cho 5 cánh quân có đầy đủ binh chủng và trang thiết bị hiện đại, chiếm lĩnh tất cả các vị trí mục tiêu ở Sài Gòn từ trong ra ngoài, làm sụp đổ toàn bộ máy chính quyền và quân đội Việt Nam Cộng Hòa, buộc họ phải đầu hàng vô điều kiện và giữ cho Sài Gòn còn gần như nguyên vẹn.
Về mặt vĩ mô thì đại khái là thế. Thực chất nghệ thuật được cấu tạo từ những thứ bình thường và nhỏ bé nhất. Một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử nhân loại mà khoa học vẫn chưa tìm ra được lời giải là liệu nón sơn có phải là tổ chức đặc vụ kiểu Kingsman. Và một vài bí ẩn khác lớn không kém chính là tại sao cháu lên ba cháu lại đi mẫu giáo, hay là chị ong bay đi đâu. Thì hôm nay, Xuôi, với sự khai phá khủng khiếp mang tầm cỡ nhân loại này, sẽ được xưng danh là giáo sư thay vì Mister như thông thường. Bởi tôi đã biết chị ong bay đi đâu rồi các ông ạ. Chị ngoài bay đi tìm nhụy làm mật ong nuôi đời thì còn có công việc part time là đánh Mỹ cho quân đội Việt Nam. Cụ thể sự tình từ A đến Á như sau. Tháng 8 năm 1962, nhiều toán lính thường rảnh rỗi sinh nông nổi, dở hơi dựng mỡ, rời chỗ đóng quân vào xóm chơi trò ú à bạo lực với dân nghèo, và hôm nào vui vui hơn tí thì xin ít ngân lượng. Với tinh thần nghĩa hiệp của một người lính sục sôi đến 200 độ C, sau đào sới hết lịch trình của địch, Nguyễn Văn Tư chỉ huy một tổ du kích bí mật nằm phục sát đồn địch. Đợi lúc lực lượng địch rời khỏi đồn thì xông vào cho tên đồn trưởng một nhát về chầu trời. Anh em nhất mực chạy theo đường mà Tư vẽ ra bởi họ biết hiệu quả chiến lược của con người này. Nguyễn Văn Tư nổi tiếng với sự dũng cảm, mưu trí, phát huy cách đánh độc lập, nhỏ lẻ. Với vũ khí thô sơ, chủ yếu là trông, mìn, bẫy, lựu đạn. Lúc thì bí mật phục bắt, diệt những tên lính, ác ôn, đi lẻ. Lúc thì bố trí bãi trông mìn, chặn địch càn vào xã. Tháng 6 năm 1963, lần đầu có lựu đạn, Nguyễn Văn Tư đã cho địch sáng mắt với màn biểu diễn hào nhoáng mang tên Trí khôn của ta đây, bằng cách nghĩ ra lối đánh rất sáng tạo và mưu trí. Gài lựu đạn ở dưới, đặt mìn giả lên trên, rồi làm như sơ ý giải dây chưa cẩn thận để nhử địch. Sáng hôm sau, địch đi tuần tra, phát hiện ra dấu vết, liền đào gỡ mìn mang về lĩnh thưởng. Nhưng khi kéo quả mìn giả lên, lựu đạn ở dưới nổ tung khiến tên địch chết ngay tại trận và ba tên khác bị thương nặng. Não ông được chứng minh là nhiều nếp nhăn hơn người ở chỗ có cái tài dụng binh như thần, mà binh sĩ ở đây là ong vò vẽ. Tưởng chừng đây sẽ là một chiến dịch bánh vẽ, song sáng kiến nuôi ong đánh địch này đã đem về cho ông nhiều chiến công, nắm trong tay phần thắng và hưởng sái được nhiều vũ khí của địch, chi viện cho bộ đội địa phương huyện Mỏ Cày. Không trên YouTube nhưng vẫn trending, lối đánh giặc độc mà đắt này nhanh chóng được phổ biến, lan rộng trên khắp chiến trường miền Nam trong khoảng thời gian từ năm 1962 với tốc độ chỉ thua vận tốc di chuyển của một vài ca F0 trên địa bàn Hà Nội. Không phải cứ huýt sáo hay lắp bịch hạt một cái là ong bay về như vỡ tổ, mà để có những tổ ong vỏ vẽ, ông Tư phải vào trong rừng lùng hàng tuần. Nếu được hóa kiếp, có lẽ tôi muốn làm ong vỏ vẽ, vì hàng ngày ông Tư cho ong ăn thịt trâu, thịt bò cho chúng mau lớn. Đáng đồng tiền bát gạo, binh đoàn đặc biệt này kết hợp với trận địa trông, mìn đánh địch rất hiệu quả. Chiến thuật của binh đoàn tí hon này cũng đơn giản như đan rổ mà thôi. Tổ ong được nối với một sợi dây dài. Khi địch lọt vào ổ phục kích, từ xa, ông Tư giật dây cho ong bay ra rượt bọn địch tới tấp, khiến quân địch quay cuồng trong mơ hồ, hoảng loạn đầu đâm xuống đất, chân vắt lên cổ mà chạy. Trong khi đó không biết xung quanh có trận địa trông mìn đã gài sẵn. Kết quả là giặc xa chân xuống hầm trông, rơi vào chỗ gài lựu đạn. Sống được thì chắc phải là hồ ly chín đuôi. Nhưng mà không thể tắm hai lần trên một dòng sông. Chiến thuật trên ông phải đổi mới nếu muốn tiêu diệt được thêm địch. Ông Tư cùng với anh em trong đội du kích ấp Thành Hóa 1 bí mật cho phá đường hay đắp ụ đất cao trên đường đi. Sau đó cài cắm các tổ ong vỏ vẽ và bãi trông mìn gài xung quanh. Khi địch đến sửa đường, tiếp tục hành quân thì giật tổ ong là có thể làm tiêu hao lực lượng địch, làm giảm tính hung hăng của chúng trong những đợt càn quét vào khu dân cư. Đúng là chỉ có chó mới trung thành, nhưng chú lính đặc biệt này nào phải bạn thân của con người, bởi theo tập tính, chúng sẽ ăn cháo đá bát. Ông Tư nhiều lần bị lũ ong cho nếm mùi đời. Thế rồi ông phải treo quần áo của mình gần tổ ong, ong quen mùi nên không đốt ông Tư nữa. Có những lần ông cải trang gánh ong ra chợ đánh Mỹ Ngụy giữa ban ngày trong lúc đông người. Kỳ lạ là ông không đốt dân, lý do vì sao thì lúc đó chỉ có ông Tư biết. Sau này khi cách đánh này hiệu quả, ông Tư mới cho biết là ông thường xuyên đem quần áo đen trắng, khăn rằn, nón lá treo xung quanh các tổ ong nuôi trong vườn. Ong tiếp xúc hàng ngày, quen hơi, quen màu sắc nên rất thân thiện. Khi đem những quần áo, nón sắt của lính Mỹ, Ngụy treo gần các tổ ong thì lập tức chúng bay đến đốt rất ác chiến vì đồ khác màu, khác mùi. Sống trên đời phải biết, nhân chi sơ thì tính bản thiện. Nhưng nếu Mỹ làm Việt Nam cáu thì đừng hỏi kẻ phản diện là ai. Chúng ta đã bê thẳng những loài vật vo ve này vào cả những trận đánh lớn. Có lần địch đưa nhiều quân vào ấp Thạnh Hóa, ông Nguyễn Văn Tư đã đi trước được những một bước rưỡi khi cho cài sẵn ong vò vẽ ở nhiều ngả đường. Địch nghênh ngang, khệnh khạng tiến quân theo nhiều hướng. Nhận diện được bước chân địch huỳnh huỵch trên đất một cái là hàng trăm anh chị ong nâu nâu xung trận, cho quân Mỹ tả tơi hoa lá. Thật đáng sợ khi không có tiếng súng, tiếng bom rơi đạn nổ,
mà chỉ nghe tiếng gào rú, la hét thất thanh của quân địch. Chỉ trong một thời gian ngắn, ông Vỏ Vẽ dưới sự chỉ huy của Nguyễn Văn Tư đã bẻ gãy hàng chục cuộc càn, tiêu diệt và làm bị thương hàng trăm tên địch. Quả thực, sức sáng tạo của con người là vô biên và chỉ những cách điên như vậy mới đủ đô tiêu diệt lũ Hoa Kỳ triệt để. Sự nghiệp làm giáo sư của tôi đến đây lụi tàn bởi video hôm nay đã đến hồi kết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video sau. Bye bye!